sao dài mã được kể tình yêu. Chẳng biết một ngày đầy nắng mang theo mình nụ cười say đắm, làm sao dài mã được kể tình yêu. Một hai ngày dài chưa mãi, tuần qua rồi chờ anh tới. Thứ hai anh có rảnh không, thứ ba anh có bận không, đêm nhanh hết ba ngày sau, chỉ mong thời gian cho mau. Và thứ tư đi chơi được chưa, thứ năm không mây lại mưa, ôi mong hoài ngóng hoài. Đừng hẹn hò nhắn tin với em rồi lại biến mất dài dài, em vậy đừng hẹn cho xong, đừng lặng lẽ để người ta mong. Đừng hẹn hò nhắn tin suốt đêm rồi để em đứng một mình, hẹn vậy chỉ hẹn điều thôi, những lời hứa chỉ vụt qua môi rồi phút bay. Vậy nên không chỉ thế sâu những điều em thích khi bên anh lần đầu. Em này anh, mong anh đừng biến mất những lúc em gần anh nhé. Đừng khiến con tim này cứ thương thức vì anh. Và thứ hai anh có dành không, thứ ba anh có bận không, thế đêm nhanh hết ba ngày sau, chỉ mong thời gian cho mau. Và thứ tư đi chơi được chưa nhỉ, thứ năm không mây lại mưa, ôi mong hoài ngóng hoài. Phát tiền phát tiền mất thôi, người đã dành sự ủng hộ nhiệt tình cho MV single đầu tay Ghosting nằm trong EP Chu của Linh Ka. Linh Ka thân mến, bạn sẽ vào trong để thay đổi một hình ảnh khác và chúng ta sẽ gặp lại Linh Ka trong ít phút nữa nha. Vâng ạ, thì em sẽ gặp lại mọi người ạ. Mọi người thấy Linh Ka có đáng yêu không ạ? Rất là ngọt ngào, rất là dễ thương. Vậy thì Dustin sẽ được phép trò chuyện với lại một số khách mời ở đây nha. Ok, Trung Quân. Trung Quân thân mến, sau khi mà bạn theo dõi phần trình diễn của Linh Ka cùng với lại ekip thì bạn cảm thấy như thế nào? Lần đầu tiên thì Nguyễn Trần Trung Quân cảm thấy rất là tự hào về Linh Ka, bởi vì Quân biết Linh Ka từ hồi mà Linh vẫn còn bé như thế này ở Hà Nội và tham gia nhà văn hóa thiếu nhi. Và cho đến ngày hôm nay thì cảm thấy vô cùng là tự hào, bởi vì cả một cái hành trình của Linh Ka với rất là nhiều sự cố gắng. Và đặc biệt hơn nữa là em ấy đã trau dồi rất là nhiều những cái kỹ năng mà từ xưa đến giờ khi mà em ấy chập chững bước vào nghề em vẫn còn thiếu hụt. Thì đến ngày hôm nay thì Quân đã thấy rằng là em ấy đã thay đổi hoàn toàn rất là nhiều. Và thực sự là ngày hôm nay bất ngờ. Cảm ơn Trung Quân rất là nhiều. Dustin sẽ được phép hỏi thêm nha Andy's. Ok, sau khi mà Andy's nhìn thấy phần trình diễn vừa rồi thì có đúng những gì mà bạn mong đợi không? Dạ, trước tiên cho em xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Em tên là Andy Nam Trương và xin được phép trả lời câu hỏi của Dustin là em cảm thấy rất là mừng cho Linh vì những cái công sức mà Linh đã bỏ qua trong 3 năm vừa qua, cũng như là có thể đạt được ngày hôm nay và trình diễn sân khấu. Em cảm thấy rất là vui và rất là mừng cho Linh, cảm thấy rất là trưởng thành. Còn về bài hát Ghosting,
À, về bài hát thì anh phải hỏi tác giả của bài hát ở đây là Astra dạ. Trước khi hỏi Astra đã, đúng không? Mình là tác giả thì mình phải hỏi một người khán giả chứ. Dạ thì em được làm việc cũng như em được nghe thì em cảm thấy đây là một sáng tác rất hay, rất vừa với Linh. Và để mà Linh có thể thể hiện được thì em thấy rất là dễ nghe, dễ thương và dễ chịu nữa. Dạ. Ok. Được không ạ? À, xin mời Astra luôn. Đây, xin được giới thiệu mọi người. Vì Astra chính là nhạc sĩ đã hợp tác với Linka và ekip trong single đầu tay Ghosting và chắc chắn là sẽ còn nhiều sản phẩm nữa. Vậy khi mà bạn xem tác phẩm của mình được trình diễn bởi Linka trên sân khấu thì bạn cảm thấy như thế nào? Em cảm ơn ạ. Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các khách mời, các anh chị nghệ sĩ, quý báo đài và tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Thật sự là cho dù là bài hát thì đã được làm từ khá lâu rồi. Bọn em bắt đầu ca khúc này lúc 3-4 năm về trước là bản demo. Và sau 3-4 năm đấy chờ đợi rất là lâu thì mới được xem sản phẩm. Và thật sự ngày hôm nay nhìn thấy MV quá là đầu tư, quá là đẹp, Linh Ca diễn quá là duyên, quá dễ thương. Thì em nghĩ là tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy là Ca đã nỗ lực như thế nào. Và em thực sự rất là mừng cho Ca. Và nghĩ là Ca đã thể hiện cực kỳ xuất sắc và cực kỳ dễ thương hai ca khúc mà em đã viết cho Ca trong EP lần này. Mong mọi người sẽ ủng hộ những ca khúc này thật nhiều ạ. Cảm ơn V Astra. Và tiếp theo, Dustin muốn hỏi một vị khách mời. Jun Vũ đi là một người bạn nè, hay là Lâm Vĩ Dạ cũng cả hai nha. Hai người chung một câu. Sau khi mình xem MV xong, mình chú ý cái gì nhất? Lâm Vĩ Dạ. Chú ý đến nhan sắc của ca sĩ nhất ạ. Bởi vì mình ngưỡng mộ cái sự trẻ đẹp và thanh xuân của bé Linh Ca quá. Và ước gì Lâm Vĩ Dạ được quay trở lại cái tuổi đó. Thích. Có, Lâm Vĩ Dạ còn trẻ lắm mà. Mình mới Gen Z mà đúng không? Gen Z mà Z Aza Quyền già đó. Mình không nói không ai biết đâu. Thế còn Jun Vũ, bạn chú ý đến điều gì nhất trong MV vừa rồi? Em xin nói thêm là nãy ngồi kế bên chị Dạ cô, trời ơi sao bé nó trẻ đẹp quá, nó Hàn Quốc quá, nó xinh quá. Chị mà để cái tóc này lạ lắm mà nó để sao xinh thế. Nhưng mà em nghĩ là chị Dạ nên thử một lần nữa. Mình nói về chuyên môn đi Jun. À, mình nói về chuyên môn, em làm gì có chuyên môn gì với âm nhạc. Nhưng mà MV thì rất là xinh, đẹp, giống như là chị Dạ nhận xét. Và ngoài ra thì em cũng cảm thấy là cái bài nhạc này rất là hợp với hình tượng của Linh Ca. Và chắc chắn là đây sẽ là một cái màu rất là Linh Ca mà sắp tới mọi người sẽ được biết đến nhiều hơn, rộng rãi hơn. Rồi, cảm ơn Jun Vũ. Không biết là mọi người có để ý là hôm nay sân khấu cũng giống như là khu vực khán đài đều phủ một màu hồng. Và đây là những cái thiết kế đặc biệt dành riêng cho cái sự kiện này. Cho nên là ai mà muốn mua lại mấy cái ghế thì có thể liên hệ quản lý của Linh Ca là bạn Trang để mua lại nha mọi người, với giá ưu đãi. Đây là thông tin thêm thôi ạ. Mọi người thấy không gian của chúng ta hôm nay đẹp không ạ? Và Dustin cũng vừa mới nhận được một thông tin là chúng ta đã có sự xuất hiện của chị Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Xin chào, Dustin xin được phỏng vấn nhanh được không ạ? Không biết là hai người đã có xem phần trình diễn vừa rồi chưa? Chưa kịp xem nhưng mà mọi người đã đến đây là đã vui lắm rồi. Vậy thì chắc là mọi người sẽ dành một cái lời chúc nào đó cho Linh Ca và ekip. Trước tiên thì xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây vào buổi chiều ngày hôm nay. Vân có mặt tại đây để theo dõi một vai trò mới của một người học trò của mình. Và cái vai trò này thì biết rằng là Will được rất là nhiều thử thách. Và Will thì trước cái ngày hôm nay thì Will lúc nào cũng nhắn tin chị ba ơi, hết cái này tới cái kia. Rồi không biết là cái vai trò producer nó như thế nào và đã mất ngủ rất rất là nhiều đêm. Và ngày hôm nay thì có mặt tại đây để chúc mừng cho Will. Với lại dĩ nhiên là cô bé Linh Ca. Mình biết rằng là đoạn đường sắp tới nó cũng sẽ còn mở ra rất là nhiều cái cơ hội cho cô bé này. Cho nên mong rằng là cô đầy đủ nghị lực và được thật nhiều sự ủng hộ của mọi người để cô thật sự tỏa sáng. Cảm ơn lời chia sẻ và lời chúc của chị Ngô Thanh Vân. Thôi thì Dustin sẽ phải quay lại sân khấu chính để chúng ta cùng thưởng thức những phần tiếp theo. Dustin chúc cho chị Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ luôn hạnh phúc. Và đặc biệt là nhớ làm thêm nhiều video nấu ăn này nọ nha. Dustin coi mỗi ngày đó. Cảm ơn. Và bây giờ thì Dustin xin được phép quay lại sân khấu chính để chúng ta cùng trở lại với buổi họp báo chính thức ra mắt EP đầu tay Chu
Và chắc là mọi người cũng đang tò mò không biết là Linh Ca sẽ trở lại sân khấu với hình tượng như thế nào. Hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón trở lại sân khấu của chúng ta nhân vật chính, ca sĩ Linh Ca. Và giáo sư cũng xin được mời lên sân khấu. Yeah! Em không biết. Và bây giờ thì Dustin xin được phép mời lên sân khấu cùng với Linh Ca. Ờ, khoan đã. Trước tiên thì mình trò chuyện một tí xíu đi. Nãy giờ mình chưa được trò chuyện nha. Cho xin một cái micro cho Linh Ca được không ạ? Mời em ở chính giữa đi. Ok. Linh Ca, sau khi mà bạn đã thay đồ, thay sim y rồi thì bạn có thể chia sẻ một vài cảm xúc của mình khi mà gặp gỡ tất cả các anh chị em, bạn bè, báo chí, nghệ sĩ ở đây. Lời đầu tiên thì cho em xin được gửi lời trân trọng và biết ơn nhất tới tất cả các anh chị nghệ sĩ, tất cả các anh chị quý báo chí và tất cả mọi người, bạn bè, gia đình, thân thương của em hôm nay đang có mặt tại đây để ủng hộ cho buổi họp mắt ngày hôm nay ạ. Run đúng không? Dạ, rất run. Rất run. Không sao, Linh Ca hôm nay đến đây để đem đến không chỉ là một single Ghosting mà mọi người đã được xem và đã được xem phần trình diễn lẫn MV. Yeah. Mà chúng tôi còn có hai sản phẩm nữa nằm trong EP đầu tay Chu. Có thể nhờ Linh Ca bật mí cùng với mọi người hai sản phẩm này sẽ có màu sắc như thế nào và nội dung của nó ra sao? Dạ, thì như mọi người cũng đã thấy khi mà teaser được tung ra cũng như ở đây thì lần này khi mà em debut với một vai trò mới bằng hết sự đam mê, tâm huyết cũng như là em muốn đưa sự chỉnh chu của mình vào trong tất cả những sản phẩm mà em sẽ đưa tới tất cả mọi người. Thì lần này thì em đã cho ra mắt EP 3 bài hát chứ không phải là một bài hát nữa. Và EP lần này kế nội dung cũng như là ý nghĩa mà em truyền tải, muốn truyền tải tới và đem lại nó cũng rất đơn giản, cũng như tính cách thật của em thôi, là một người rất là nhiều năng lượng, tích cực và rất là kiểu be yourself và mình dám làm, dám theo đuổi tất cả mọi thứ. Và trong EP lần này thì gồm có 3 bài hát. Đó chính là ca khúc thứ nhất, đó chính là bài hát Ghosting và như MV mọi người vừa xem. Ca khúc thứ hai đó chính là bài hát Như Viên Đường và ca khúc thứ ba là bài hát Gonna Be You. Thế bài nào là bài mà giống với em hiện tại nhất? Giống với em hiện tại nhất thì ạ. Em nghĩ là con người em thì có lúc này, lúc kia, cảm xúc lúc này, lúc kia, nên em nghĩ 3 bài là đại diện cho 3 cái cảm xúc của em, lúc nắng, lúc mưa, lúc thất thường luôn anh. Ghosting là bài hát nói về việc mình bị ngó lơ đúng không? Chính xác luôn. Đây là một cái hiện tượng mà em nghĩ là mọi người chắc ai cũng phải bị đúng không? Ở đây ai đã từng bị ghosted? Đã từng bị ghosted ạ? Mọi người đã ai từng bị ghost chưa? Kiểu bị ngó lơ ấy ạ? Thôi thế thì bây giờ ở đây ok vài người. Ở đây ai đã từng ghost người khác ạ? Ui. Thế em ghê quá, West Slam này, Lâm Vĩ Dạ kìa. Ui, ai cũng ghost người ta. Đây là một hiện tượng bình thường đúng không? Dạ vâng, phải có trong cuộc sống, trong tình yêu. Vậy thì mình đối phó với việc bị ghosted như thế nào hả Linh Ca? Khi mà bị ghost ạ, là thật ra là mình cũng không xác định là mình sẽ bị ghost đâu. Sao mình biết là mình bị ghost đúng, đúng không? Mình là nạn nhân. Mình là nạn nhân mà đúng không? Thì em nghĩ mình vẫn cứ yêu, vẫn cứ theo đuổi bằng mọi cách. Nếu mà không được thì thôi, mình lại yêu bản thân. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và mình lại yêu bản thân thôi, mình lại làm những cái gì mình muốn, update bản thân hơn. Đó chính là nội dung của bài hát Ghosting luôn. Dạ, đúng rồi ạ. Còn hai bài hát trong EP của chúng ta là bài Như Viên Đường và Gonna Be You. Dạ. Chắc chắn là mọi người cũng sẽ được nghe cả 3 bài hát sẽ ra mắt vào tối nay vào lúc 9 giờ, ngày 9 tháng 5 trên mọi nền tảng. Nhưng mà bây giờ bạn có thể bật mí một tí xíu về âm nhạc của hai bài còn lại được không? Bật mí ạ, em nghĩ là chắc để mọi người nghe. Nghe luôn? Sẽ... Một đoạn. Một đoạn, đúng không ta? Đúng có không? Có được nghe luôn không? Hay là nghe lời, đọc lời? Biết. Đọc lời ạ, thôi em nghĩ là để mọi người nghe nhạc luôn đi. Thế hả? Dạ. Chắc chưa? Chắc ạ. Vậy thì chắc bây ạ. Giờ chúng ta sẽ đến ngay với phần
trao đổi cùng với các anh chị em phóng viên báo chí. Và Dustin cũng xin được mời lên sân khấu này. Trước khi mà chúng ta đến với phần trò chuyện cùng với các anh chị em phóng viên báo chí thì ekip có một phần bất ngờ muốn dành tặng cho mọi người. Mời mọi người hãy cùng hướng mắt về phía màn hình của sân khấu. Bất ngờ gì đấy ạ? Một người luôn bên anh. Nếu anh cần một người luôn khiến anh cười. Nếu anh cần một người luôn ở bên sẽ là em. Sẽ không ai khác ngoài em. Vì đôi môi anh ngọt ngào như biển đường, như biển đường. Thì đôi vai anh thật chặt hơn em quá suốt đêm dài. Anh muốn gì? Anh nói đi. Anh dụ mãi mà em không chịu nói ra. Em quên mất là để mọi người nghe luôn bây giờ. Em quên à? Dạ. Vậy thì em hãy giới thiệu lại với mọi người đi. Và như cái màn hình vừa chiếu đó chính là một phần nhỏ của bài hát Như Viên Đường nằm trong EP Chu của em ạ. Chu, Như Viên Đường. Như Viên Đường. Mình bị sugar rush luôn rồi. Còn tiếp theo, chưa hết. Đúng ạ, chưa hết. Rồi. Đó là bài Gonna Be You. Gonna Be You. Như ta chợt nhớ về nhau thì hãy cho nhau thêm một lời dường như ta vẫn chờ nhau mà giữa phố xa đông người chờ một ngày không xa rằng ta sẽ yêu lại từ đầu. Gì làm xa cách ta? Dạ. Chắc hẳn là mọi người cũng đã nghe một phần thể hiện có một giọng nam ở trong đó đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ. Không cần nói ai cũng biết đúng không? Tại em nghĩ là mọi người đều nghe thấy hết rồi mà, giọng nam chẳng phải giọng nữ đúng không ạ? Chứ không phải giọng nữ. Chắc chắn là chúng ta sẽ được bật mí cái điều bí mật này ngay trên sân khấu trong ít phút nữa thôi. Và bây giờ thì đây là lúc mà Linh Ca cùng với ekip sẽ nhận những câu hỏi, những thắc mắc cũng như là những lời động viên chia sẻ đến từ tất cả mọi người, những quý quan khách, anh chị em nghệ sĩ, các anh chị em phóng viên báo chí. Và Dustin cũng xin được mời lên sân khấu cùng với Linh Ca, đó là ekip sản xuất dự án và ekip âm nhạc. Xin được mời giám đốc hình ảnh Katie Trần. Xin được mời đạo diễn MV Jason Lê. Và xin được mời giám đốc sáng tạo Bò Kho. Xin mời mọi người ổn định vị trí của mình. Linh Ca, bạn sẽ ngồi đâu? Đây ạ, chắc đây là vị trí. Ok. Và như mọi người thấy thì chúng ta vẫn còn một chiếc ghế trống. Và đây cũng là một lý do đặc biệt mà chúng tôi đã dành chiếc ghế trống này trong nhân vật cũng rất là quan trọng, đặc biệt đối với Linh Ca và ekip. Người đã đồng hành cùng với lại Linh Ca trong rất là nhiều năm tháng chuẩn bị cho màn debut solo, cũng như là người giám đốc dự án. Không ai khác đó chính là ca sĩ Will, với vai trò mới là giám đốc dự án, sẽ cùng lên đây với ekip của Linh Ca để chia sẻ về quá trình thực hiện EP đầu tay Chu, cũng như là xây dựng những hình ảnh đầu tiên cho nữ ca sĩ Linh Ca. Wow. Vâng, bây giờ thì chắc chắn là mọi người có thể chia sẻ một cái lời đầu tiên để gửi lời chào đến tất cả khách mời trước khi chúng ta nhận đến những câu hỏi từ phía các anh chị em phóng viên báo chí nha. Xin mời Will là giám đốc dự án nè. Hôm nay mình làm ông bầu rồi nha. Lời đầu tiên thì Will xin phép Will được thay mặt tất cả các thành viên trong ekip thực hiện EP Chu cũng như là single MV đầu tay Ghosting xin gửi lời chào cũng như lời cảm ơn chân thành nhất của tất cả mọi người vì đã dành thời gian ngày hôm nay đến đây ủng hộ cho dự án của Linh Ca. Thì chắc là mình sẽ giới thiệu sơ lại một tí. Thì bạn này là giám đốc sáng tạo, nickname là Bò Kho. Thì ở thời điểm hiện tại tối rồi, nghe tên Bò Kho thì nó cũng hơi đói bụng một tí. Thì bạn Bò Kho là một bạn rất là trẻ, gần như là hình như nhỏ tuổi hơn Linh không? Gần như là nhỏ hơn bé Linh một tuổi nữa. Còn kế bên là đạo diễn thì anh này thì quá quen mặt trong showbiz rồi, đạo diễn Jason Lê.
Và tiếp theo là một bạn là gần như là đã đồng hành cùng với Will và với Linh Ca. Có thể nói là Will 10 thì bạn này là cũng chính. Bạn này thì rất là giỏi, bạn là bạn Katie Trần. Thì ngoài ra thì ở phía trên đây chỉ là những người đại diện của từng bộ phận. Còn ở dưới kia hiện tại xung quanh đây thì cũng có rất nhiều thành viên trong ekip cũng phải chạy các công việc khác nhau mà cũng không lên đây để nói chuyện, trò chuyện với tất cả mọi người. Thì nhân đây thì Will cũng xin thay mặt cho ekip cảm ơn tất cả các bạn trong công ty. Cảm ơn ekip của anh Ken Trần và tất cả mọi người ở đây vì đã hỗ trợ cho Linh trong suốt 2 tháng vừa qua để thực hiện cái dự án này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cho đó xin được gửi lời chúc mừng đến Will, một người bạn cũng rất là lâu năm của mình. Hôm nay mình nhìn thấy Will trong một hình ảnh rất là mới, một phong thái rất là đỉnh đạt. Thì mình thấy rất là vui cho Will. Tại vì Will đang mệt á. Will đang mệt hả? Thật ra mọi người, thì 2 ngày nay là bản thân Will rất là suy sụp rồi. Gần như là... Thôi đừng khóc, đừng khóc. Thôi đừng khóc. Thương, thương, thương. Không sao đâu mọi người. Chắc chắn là để có được ngày hôm nay, như mọi người thấy, tất cả mọi chi tiết trong buổi họp báo đều được đặt riêng, thiết kế riêng. Mình nghĩ đó là một cái nỗ lực rất là lớn của ekip. Và xin mọi người dành một tràng hối tay để động viên tinh thần cho ekip được không ạ? Okay. Tại vì thực ra là cái lần đây là lần đầu tiên mà mình làm cái dự án này. Và cái lượng thông tin và lượng kiến thức mới nó chạy vào trong não mình và mình chưa có tiếp nhận được hết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Thì có thể là trong khoảng hơn 3 năm đầu, cái công việc của mình là training, đào tạo, hướng dẫn lên kế hoạch, thì nó sẽ là tầm trong chuyên môn của mình. Hoặc thậm chí là mình có thể học từ chị Vân của 10 năm trước với 36 năm. Mình áp dụng được những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm nào đấy. Nhưng mà đến khi bắt đầu chạy dự án thực sự thì nó gần như là một cái trang vở mới và nó quá nhiều lượng thông tin phải tiếp nhận. Thành ra là có những hôm mà thật sự là Quy đang ngồi máy tính chat mà một lần gần chắc hơn 20-30 cái group, xong cả ngày phải ôm vậy đấy. Xong rồi bỏ, mình chỉ nghĩ là thôi mình xuống mình nghỉ mà xúc. Vừa bước xuống ngồi trên giường cái sụp luôn. Là gần như là tắt điện hoàn toàn luôn. Thành ra là tới đây hiện tại thì bản thân Quy cũng không nghĩ là cái ngày này nó thật sự diễn ra. Ở trong suốt hơn 3 năm mình làm, mình chưa bao giờ nghĩ là cái ngày nó thành thật. Nó cực kỳ khó khăn luôn. Nên là đến thời điểm hiện tại thì như là mọi người thấy Quy đứng ở trên kia, Quy cũng không có ngồi được, cứ chạy tới chạy lui đi. Thì chỉ hy vọng là sau cái dự án này, sau lần quay trở lại của Will cũng như là sự ra mắt mới của bạn Talent này thì sẽ được sự đón nhận ủng hộ của mọi người. Em vẫn làm nghệ thuật nha mọi người, chứ em không có nghĩ đi bán cua. Em vẫn làm. Ham làm quá, gì cũng làm hết. Nhưng mà cái trọng tâm năm nay thì là Will chắc chắn là sẽ là một cái người giám đốc dự án cho cả một dự án lớn. Đó chính là Linh Ca. Và chắc chắn là không chỉ có một mình Will mà ekip cũng còn có rất là nhiều những nhân vật mà mọi người cũng có thể đặt những câu hỏi ngay bây giờ. Và ekip của chúng tôi xin được nhận những câu hỏi đến từ tất cả mọi người. Ai có câu hỏi thì xin mời giơ tay để ekip có thể đem micro đến tận nơi cho mọi người nha. Mọi người cứ thoải mái giơ tay nè. Mà em nghĩ là cho em một xíu là nếu mà trước khi đặt câu hỏi mọi người thì thật sự là em cũng muốn nghe cảm xúc của một người chị và là quản lý của em cũng như là anh Jason Bò Kho về sự hợp tác lần này. Tại em nghĩ là em cũng muốn để mọi người chia sẻ hơn một chút. Đồng ý. Xin mời Katie. Lời đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến các anh chị nghệ sĩ, các anh chị báo chí và tất cả các vị khách đang có mặt tại hôm nay. Thực sự đây là một cái sự kiện mà em lại khác với anh Will, là em và Linh luôn nghĩ nó sẽ xảy ra nhưng mà không nghĩ là nó sẽ xảy ra sớm như thế này. Và thực sự khi mà Linh trình diễn xong em đã rất là run, tại vì em không thể nào mà nghĩ được rằng là cô bé lại hoàn thành một cách tốt như này. Trong 3 năm trời em đồng hành cùng Linh thì cái em nhận được, cái em tìm hiểu về cô bé là em thực sự bất ngờ. Tại vì hôm nay ở trên sân khấu đây em mới dám chia sẻ.
Linh khác hẳn hoàn toàn với những gì mà em biết. Tại vì trước khi mà gặp Linh thì em không có ấn tượng gì nhiều về cô bé này. Tuy nhiên khi mà tiếp xúc với Linh từ những ngày đầu tiên thì em nhận ra rằng là đây là một cái người mà mình đồng hành được. Tại vì một người nghệ sĩ không chỉ có potential mà em còn thấy Linh có nhiều hơn thế. Thứ nhất là về thái độ làm việc, thái độ học tập. Và cái thứ hai nữa là cái việc cô ấy treat những người trong ekip làm em cực kỳ để ý những cái chi tiết nhỏ đấy. Khiến em nói rằng là với một người mà có potential, có cái thái độ tốt với mọi người xung quanh, ekip xung quanh, và cái thứ ba nữa là có cái thái độ học tập hàng ngày thì không có lý do gì mình lại không đồng hành cùng cô bé. Và hôm nay em đứng ở đây để chia sẻ rằng là chị rất tự hào với em làm cực kỳ tốt. Ok, thì chắc là em sẽ gửi sang anh Jason. Em chào mọi người, em là Jason. Khoảng thời gian đầu tiên khi mà em nhận được script và làm việc với Linh, thì trước đó em cũng không biết Linh và cũng không có liên lạc gì với Linh, cho nên là cũng không rõ về cô gái này. Và đến cái lúc làm việc thì em nghĩ là cũng may mắn vì Linh là một người rất là cầu tiến và rất hay học hỏi. Cho nên là mọi chuyện là được khá là suôn sẻ. Cho nên là với cái sự tâm đắc của Linh, cái sự hoàn hảo của Linh, em mong là sản phẩm của Linh sẽ được thành công và được nhiều người đón nhận. Dạ, em chào mọi người, thì em là Bò Kho. Em lần đầu tiên em ngồi trước các anh chị nghệ sĩ với lại báo chí, thì em có gì sai sót thì mọi người bỏ qua cho em. Thì đây là dự án đầu tiên mà em đảm nhận cái vai trò vị trí giám đốc sáng tạo này. Thì em cũng khá bất ngờ khi mà Linh gửi lời mời tới em. Ban đầu em cũng không có dám nhận, mà bên ekip của Linh có cổ vũ thì thôi em làm luôn. Nhưng mà thì trộm vía là dự án đối với em hiện tại thì em thấy nó khá là thành công đối với em. Thì trước khi gặp em cũng là một người mà cùng độ tuổi, cùng thế hệ với Linh. Thì trước đó em có biết Linh trên mạng xã hội, nhưng tới được thời điểm năm nay thì em mới gặp được Linh và làm việc cùng Linh. Thì em khá là bất ngờ về bạn Linh ca này. Bạn khá là biết quan tâm chăm sóc cho ekip của mình, rất là biết gọi là rất là thấu hiểu cho người khác, làm em, và cũng một phần nữa là bạn rất là tin tưởng em. Cho nên là những lý do đó nên em mới làm động lực cho em để thực hiện dự án này trở thành như hiện tại. Cảm ơn mọi người. Và như mọi người thấy là ekip của Linh Ca cũng là những gương mặt rất là trẻ, có những người cũng đã được biết đến, nhưng mà đa số đều là các bạn ở trong độ tuổi Gen Z, rất là không ngừng học hỏi, dám nghĩ và dám làm. Chúc mừng một lần nữa cho cả ekip của Linh Ca. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những câu hỏi hay là những lời chia sẻ đến từ các anh chị nghệ sĩ, các anh chị phóng viên, báo chí, các vị khách mời. Mọi người có yêu mến MV không? Xin mời ạ. Vâng, mình có một cánh tay ạ. Chị hỏi trước nha. Là tại vì nãy nghe Will chia sẻ mà Will khóc luôn, mà ra MV Linh Ca chưa thấy Linh Ca khóc. Will có thể chia sẻ thêm là mình đã vất vả như thế nào, mình đã dốc sức cho cái dự án này như thế nào để mà cái cảm xúc của mình nó dồn nén như vậy. Dạ, cảm ơn chị về câu hỏi vừa rồi. Thì để gọi là góp sức thì em nghĩ là ở đây tất cả những con người ở đây ai cũng có một cái phần công sức trong đây. Và bởi vì mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ riêng, nên em chỉ cố gắng làm tốt cái phần nhiệm vụ của mình thôi. Thì như mọi người cũng biết, Linh ở thời điểm khoảng hơn 3 năm về trước, khoảng 3 năm rưỡi đi ha, nửa trước, thì khi mà em suy nghĩ trong đầu là em phải bắt tay làm cái dự án này,
thì em đã nghĩ trong đầu là tại sao mình lại bị khùng đến như vậy, mình lại đâm đầu vào một cái chỗ mà chị Ngô Thanh Vân đã từng đâm vô xong rồi chui ra. Đó là vô qua 6 năm sao chị Vân chui ra rồi. Tức là bởi vì cái công việc mà đào tạo huấn luyện talent cũng như là làm về nghệ sĩ ở Việt Nam nó rất là khó và phức tạp. Nó không phải đơn giản là em có thể trả tiền cho một bạn nhạc sĩ, mua bài hát, rồi em quay một cái MV, rồi em ra thì nó cực kỳ đơn giản rồi. Nhưng mà nó không phải chỉ có ở phần chuyên môn không, mà như em đã từng được làm việc với chị Vân đi, là nó còn phải nằm ở yếu tố con người nữa. Mà cái yếu tố con người là một cái yếu tố nó không hề có một công thức nào để có thể quyết định được. Và ngoài ra thì nó còn một số yếu tố khác nữa, như là cách đối xử với những người xung quanh, cái nhìn nhận cuộc sống, cũng như là cái cảm quan của mình với từng đồ vật, từng cái cảm xúc bên ngoài, từng bài hát, từng nốt nhạc. Nên là nó để hình thành nên một người talent giỏi, một người nghệ sĩ giỏi khi ra mắt, nó là với em nghĩ nó cần rất rất là nhiều yếu tố. Tất nhiên là yếu tố về âm nhạc, về MV vẫn là quan trọng, nhưng mà cái yếu tố về con người nó cũng cực kỳ quan trọng kế bên. Thế nên là em cũng cảm thấy là để đi đường dài thì nó phải cần yếu tố đó. Thế nên là rất nhiều lần phía em cũng như Trang và ekip say no với Linh về việc ra mắt. Tức là đương nhiên khi mà mình được đi hát thì ai cũng vui đúng không ạ? Nhưng tụi em thẳng thắn say no khi mà tụi em cảm thấy là bé nó chưa đủ. Và cái thứ hai đó là để thay đổi một cái nhìn của tất cả khán giả đã bị ghim vào đầu về hình ảnh Linh Ca của trước đây 4 năm, 5 năm, 6 năm về trước, thì nó là một cái ca cực kỳ khó khăn. Tại vì nếu như mà một bạn chưa ai biết đến mà mình debut thì đó là một cái, lại là một cái trường hợp khác. Nhưng đây là người ta đã biết quá rõ và gần như là đã mặc định trong đầu cô bé này nó là như vậy rồi. Thì để thay đổi hình ảnh trong một khoảng thời gian dài, để thay đổi cái suy nghĩ của quý vị khán giả về cô bé này, nó lại là một điều cực kỳ khó. Đó. Thế nên là hai yếu tố này là hai yếu tố mà em cảm thấy là khó khăn nhất. Còn về âm nhạc thì em nghĩ là bản thân em cũng có kinh nghiệm, và tất cả những bạn ca sĩ, nhạc sĩ trẻ ở đây đều đồng hành cùng Linh, đều cũng rất là giỏi rồi. Em nghĩ về phần nhạc thì nghệ sĩ tụi em ngồi dưới đây, tất cả anh chị em nghệ sĩ dưới đây và bản thân em cũng đã có thâm niên kinh nghiệm, nên là cái việc đó em nghĩ là không quá lo. Cái lo quan trọng nhất là để hình thành nên một người nghệ sĩ Gen Z mà ở thời điểm hiện tại, nó không chỉ có một vài yếu tố để quyết định, nên là đó là điều khó khăn nhất. Và cái điều cuối cùng đó chính là tiền. Như mọi người cũng biết thì chị, em nói tên chị hoài, chị có ngại không vậy? Không đúng không? Không, ok vậy em nói tiếp nha. Thì rút kinh nghiệm từ đàn chị thân yêu, thì như mọi người cũng biết, 36 năm cũng luôn chia sẻ là đã có những giai đoạn 36 năm ở một cái bờ vực gọi là, mà cả chị Vân luôn cũng vậy, là không có tiền. Cái quan trọng khi làm nghệ thuật là tiền thôi. Không có tiền không quay được MV, không có tiền không có làm được tất cả những cái thứ này. Và thực sự luôn là khi mà làm cái này, em cảm thấy là tại vì trải qua hơn 2-3 năm về trước là ai cũng khó khăn cả. Thành ra cái việc cân đối tài chính, tiền ra, tiền vào, tiền đầu tư và phải thu lại như thế nào, đó là một bài toán cực kỳ khó để đầu tư cho cái dự án này. Thế nên là yếu tố đó là yếu tố rất quan trọng. Nhưng mà được một cái là các thành viên trong ekip thì ở thời điểm hiện tại thì nói chung là có người đã có lương, có người cũng chưa. Nhưng mà mọi người vẫn yêu thương Linh Ca và đồng hành cùng với Linh Ca. Và tin tưởng là Will sẽ ngày mai tinh tinh cho mọi người. Thế nên là mọi người vẫn ngồi ở đây và làm việc với em. Sao giơ tay ạ? À? Không, chưa, tuần sau nha. Tuần này chưa đâu. Thế nên là đó là những yếu tố mà em nghĩ là đau đầu nhất. Thật sự là em rất là nặng đầu về những cái vấn đề đó. Mà mọi người cũng hiểu là bé này năm nay nhiêu nhờ? Dạ, năm nay em 20. 20 đúng không? 20. Thì mọi người biết là con trai tụi em thì 20 tuổi thì bình thường không có gì. Nhưng mà con gái tầm 18 tới 20 thì nó không thay đổi theo tháng nữa mà thay đổi theo giờ. Tâm lý con gái thay đổi theo giờ nha mọi người. Thế nên là việc để một người quản lý, một người giám đốc dự án ngồi nói chuyện để tiếp xúc và hướng dẫn cho một cô bé chỉ mới 18 tới 20 thì đó là điều cực kỳ khó khăn. Ngày xưa 36 năm tụi em 4 đứa cũng là đã khó trị lắm rồi. Nên là việc là nữ thì còn cực kỳ khó trị hơn nữa. Nên là em cũng phải có một cái đầu cứng. Mà hôm nay thì sao hôm nay quyết định sẽ mềm cái đầu em ra. Em stress lắm rồi. Nên là đây là những cái mà em muốn chia sẻ đến mọi người về việc là mình đầu tư vào một con người như thế nào.
về một ca sĩ như thế nào, về một nghệ sĩ như thế nào. Em cảm ơn. Linh Ca, sau khi mà bạn nghe giám đốc dự án nói là khó trị thì bạn cảm thấy như thế nào? Dạ, em nghĩ là chắc cả team cũng đều thấy thế. Tại vì thật sự tính cách của em ở ngoài cũng là em rất là quan tâm với tới mọi người xung quanh. Tuy nhiên là đôi lúc em rất rất khó tính. Em rất kỹ tính mà đến nỗi người, tất cả mọi người trong ekip đều phải stress vì em luôn ấy. Em kỹ từng chút một. Và đôi lúc, nhiều lúc, nói chung là lúc vẫn còn trẻ, tính em rất cũng rất là bướng, cực kỳ bướng. Có nghĩa là chắc chắn là lúc đầu khi mà làm việc với mọi người feedback, em chưa được cái này đâu, em chưa được cái kia đâu, em cũng chưa cảm thấy vui. Ơ, tại sao mình cảm thấy mình làm được cái này cũng ok rồi mà sao mọi người không có vui vẻ, không có chấp nhận nó. Nhưng tới lúc mà khi mà em tự quay clip lại hay tự xem lại những cái mà em đã làm mà mọi người say no, thì em thấy là ừ, no thật đó, không được bướng nữa đâu, phải thay đổi dần lên thôi, chứ nếu không thì chắc là ekip cũng không có ai làm việc với mình. Đó là lúc đấy mình làm việc một mình đó, nên là dần dần, có nghĩa là em chưa thay đổi được hoàn toàn 100%. Đôi lúc mình vẫn có, em nghĩ là nghệ thuật thì ai cũng có cái tôi của mình ở trong đó, không ít thì nhiều, nhưng mà em nghĩ là em sẽ cố gắng dần dần thay đổi, chắc được 60-70% rồi. Ok, thôi đừng khó tính nữa, cô bé cũng cố gắng mà. Còn bây giờ thì mời mọi người tiếp tục gửi đến câu hỏi cho ekip nha. À, chị vâng một ạ. Câu hỏi nữa cho Linh Ca nha. Dạ. Là em khi mà chuẩn bị cho cái con đường ca hát này á, thì em tự đánh giá cái khả năng của mình như thế nào về giọng hát rồi về các cái kỹ năng khác. Em một câu hỏi cho chị Vân luôn là học trò của mình là Will á, là bây giờ cũng nối gót theo chị á, thì chị có những cái lời khuyên như thế nào dành cho Will? Vậy chắc mình sẽ đưa mời câu hỏi đầu tiên cho chị Vân trước ha. Rồi sau câu thứ hai nó sẽ là phần của bé Linh Ca cho nó liền mạch. Dạ, em xin mời chị ạ. À, xin cảm ơn bạn với câu hỏi này. Thực ra ngày hôm nay khi ngồi đây để nghe từng lời nói của Will, phần thì chị cảm thấy rất là ngỡ ngàng, phần thì chị cảm thấy rất là tự hào. Bởi vì mình không nghĩ là một cậu học trò trước đây mình đã chút hết tâm tư tình cảm để đào tạo thì ngày hôm nay đã đường đường chính chính đứng ra để làm một giám đốc dự án. Đừng khóc nghe Will. Chị, chị rất là tự hào về em. Chị không nghĩ là có ngày hôm nay luôn á. Mà dĩ nhiên bất cứ một người thầy nào khi mà mình đào tạo một nghệ sĩ mà mình thấy được cái ngày hôm nay thì mình cảm thấy thực sự là thời gian qua mình bỏ ra trong suốt cái khoảng thời gian dài mình gọi là lên bờ xuống ruộng đó Will ha, thì nó được đền đáp một cách xứng đáng. Cho nên cảm ơn em đã cho chị chứng kiến ngày hôm nay ha. Chúc mừng em. Rồi trong suốt thời gian mà Will và 36 năm được đào tạo á, thì chị luôn luôn có một cái câu ngay cửa miệng mà lúc nào cũng nói hết, đó là chị là nữ, chị làm được thì mấy đứa em là nam phải làm được gấp 3, gấp 4 lần chị. Lúc nào cũng vậy hết. Cái câu này bất cứ một cái bài học nào chị cũng phải nói. Để sao? Để mấy đứa có cái động lực để đi ra ngoài gặp mọi người, giao tiếp và đứng trước mắt khán giả. Lúc nào chị cũng push là chị làm được thì mấy đứa phải làm được, mà phải làm gấp mấy lần chị. Thì hồi nãy giờ ngồi nghe em nói về stress đó Will. Thì đối với chị thì chị thấy nó rất là bình thường. Bởi vì nó chỉ là bước khởi đầu thôi em. Nó chỉ là bước bắt đầu thôi. Nhưng mà phải nhớ một điều là luôn luôn thuyền to thì sóng lớn. Nếu mà em muốn càng nhiều nữa thì em phải chấp nhận rất là nhiều thử thách phía trước. Và giống như em nói, hồi xưa chị chỉ có 4 nam thôi, thì nam thì so với nữ thì nữ khó hơn rất là nhiều đúng không? Thì chị cũng có một khoảng thời gian cũng có học trò nữ, nhưng mà chị không có đưa học trò nữ đi xa như là em. Cho nên cái lời khuyên của chị dành cho em là
Em chỉ mới ở cái vạch bắt đầu thôi Will. Khi nào Linh Ca thành công thì em mới thành công nha. Nha. Cố lên. Cố lên nha. Chúc mừng em một lần nữa. Chúc mừng cô bé Linh Ca. Em cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Cảm ơn chị Vân. Cảm ơn bạn hỏi mình nha. Bạn nào ngồi dưới này là mình không thấy. Cảm ơn bạn. Và chắc là còn một câu hỏi nữa là dành cho Linh Ca đúng không ạ? Dạ. Chị sẽ lặp lại câu hỏi ha. Chị Nhung muốn hỏi em đến từ báo tin đó là em tự đánh giá bản thân của mình trong vai trò ca hát như thế nào? Dạ em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì có thể là như mọi người đã thấy, trong vòng 3 năm qua là 3 năm em phải rất đắn đo và suy nghĩ xem liệu quyết định này của mình là có đúng hay không. Bởi vì là mình biết là mình yêu nó, mình đam mê về nó, nhưng liệu mình có làm tốt nó hay không thì lại là một chuyện khác. Nhưng mà khi mà em bắt đầu cái quyết định này thì thật sự em rất là nghiêm túc để phát triển bản thân hơn về cái lĩnh vực mà em theo đuổi cũng như là đam mê. Em nghĩ là đánh giá thì em cố gắng hơn trước rất là nhiều. Em cũng muốn là ngày hôm nay như mọi người có thể thấy như cái tên EP này là tên Chu. Đó là họ của em và em cũng đã muốn đặt mình một phần nào đó trong cái sản phẩm nghệ thuật này. Em cũng muốn nói là cũng cảm ơn bản thân vì cũng đã cố gắng. Có thể là chưa xuất sắc, chưa hoàn hảo như nhiều người kỳ vọng. Nhưng em nghĩ là để đánh giá khách quan nhất thì mình cần một chặng đường xa và dài hơn. Và cũng cần được tất cả mọi người đón nhận và xem cái... Cần mọi người đón nhận này và cần mọi người đánh giá thì em nghĩ nó sẽ khách quan hơn. Còn bản thân em thì em sẽ cố gắng mỗi ngày và không ngừng. Cảm ơn Linh Ca và cảm ơn câu hỏi. Dạ. Linh Ca có nghĩ là chắc khi mà mọi người hỏi đến câu hỏi là bạn tự đánh giá về khả năng ca hát của mình á, thì bạn có tự tin nếu như thể hiện một cái phần hát mộc nào đó ngay tại đây không? Thể hiện phần hát mộc ấy ạ. Dạ, ok ạ. Ok không? Không sao, dạ. Thế thì em nghĩ là... Vậy thì Linh Ca sẽ hát một phần mộc để gửi đến mọi người cùng với lại một cây đàn. Chơi luôn. Không sợ gì hết. You ready? Alo. Vâng. Dạ nếu mà có sai sót gì thì mọi người bỏ qua cho em nhé. Cảm ơn mọi người. Mọi người một tràng pháo tay để cổ vũ cho Linh Ca nha. Ngắn ngắn vâng, em cũng chỉ demo thôi, không thì mọi người phải nghe bản full tối nay chứ đúng không ạ? Đêm. Thật sự thì chia sẻ với cả mọi người một chút là về cái phần hợp âm của bài này thì em cũng tự mày mò, Hạnh Ngân là người hướng dẫn cho em. Và hiện tại thì em cảm ơn. Em đã thật sự là rất cố gắng khi mà em muốn học thêm một cái dụng cụ, nhạc cụ, môn học nào đó liên quan đến về âm nhạc. Và hiện tại em vẫn đang cố gắng học piano hay guitar hay diễn xuất, tất cả mọi khía cạnh để bổ trợ cho cái chức danh mới của mình. Thật là rất là nặng ở trên vai. Nó cũng là đam mê nhưng nó cũng là trọng trách rất là rất là cũng to lớn đấy ạ. Là em nghĩ là em sẽ cố gắng và có gì sai sót mong mọi người
bỏ qua cho em. Tất nhiên là mọi người chắc hẳn là cũng rất là bất ngờ. Và Dustin thì thấy là giọng hát của bạn rất là ngọt ngào và đáng yêu. Và chắc chắn là bây giờ sẽ còn nhiều câu hỏi nữa. Thì Dustin xin được phép mời cánh tay tiếp theo được không ạ? Ông Lee Si. Xin mời ông Lee Si. Đầu tiên cho phép ông Lee Si gửi lời chào các anh chị báo chí và các đồng nghiệp ngồi đây. Chào ekip. Đầu tiên thì chúc mừng Linh Ca vì đã có một cái người chủ tịch rất là có tâm. Và chúc mừng Will vì đã có một ekip đồng hành rất là giỏi. Và anh đã ngồi xem tất cả những cái gì mà ekip đã làm được và Linh Ca làm được. Anh cũng cảm thấy vui và chúc mừng cho Will cũng như chúc mừng Linh Ca. Yeah. Thật ra thì anh đến đây để kể một câu chuyện là cách đây 3 năm thì Will có gặp anh. Và Will nói là bây giờ, ngày xưa thì anh có quản lý một người học trò, thì gọi là một người em. Thì bạn ấy là bạn đồng hành của em lúc em bắt đầu vào lĩnh vực âm nhạc. Yeah. Thì Will có đặt cược với anh để xem 3 năm sau ai là người xịn hơn. Đúng không? Đúng không? Ai là người được debut thì ngày hôm nay Will thắng. You win. Đầu tiên là you win. Em nhớ cái hôm đó là em đi qua thâu như nhạc phim chị Vân. Thâu nhạc phim bài phim Chẳng Tí. Chẳng Tí chị Vân. Thì ngày hôm đó thì anh Ông Lee Si đang ngồi trong phòng với vợ anh Si, vợ của anh Si. Mà lúc đấy vợ anh Si cũng đang là dạy những cái kỹ năng cơ bản cũng như là về tiếng Anh cho các bạn talent trong công ty của anh Si. Thì em cũng bất ngờ là sao hôm nay anh Si cũng làm talent à? Trời, lúc đó em thấy là như là cũng vài bạn, thì em cũng nói là em cũng đang có những cái ý định đó. Và em có các bạn này nè, em đưa điện thoại ra. Thì anh Si kia, này là bạn của talent của anh đấy. Thì hai anh em cũng ngồi nói chuyện rất là nhiều về công việc. Thì mình cũng, đương nhiên anh Si tính ảnh đó, là kiểu ảnh là biết là ảnh là có nhiều kiến thức hơn mình rồi. Là ảnh hay hả nắm kèo trên mình lắm. Lúc đó mình cũng kiểu, ông này ha, dám nắm kèo trên tôi. Em mới kêu là thôi, bây giờ anh em mình cá chơi đi. Trong vòng 3 năm, 3 năm sau. Nếu như mà talent của ai mà Debut trước, hoặc là thành công thì em không dám nói thành công. Bởi vì là thành công nó có nhiều cái kết quả và nhiều cái yếu tố để đánh giá thành công lắm. Mà debut trước và được cho ra mắt trước thì đó là cũng là một cái thành công của riêng ekip tụi mình rồi. Thì đó sẽ là người thắng. Không nghĩ anh để bụng tới giờ luôn. Không, đấy là một lời chúc mừng. Đầu tiên là chúc mừng cái điều đấy, tại vì nó tạo động lực mà. Mình làm âm nhạc, làm nghệ thuật thì nó là một cuộc chơi, mình là một cái game. Mà cái game này thì thật ra nó được đặt trong mindset của anh em mình từ lúc anh em mình bước vào nghề rồi. Thì cho nên là ngày hôm nay anh đến đây đầu tiên là để chúc mừng về cái điều đó là Will đã nói và làm được. Vậy thật ra là trước khi mà anh làm talent là anh làm cho cả Miu Lê ngày xưa với Lưu Hoàng đó, thì anh cảm thấy nó áp lực vô cùng. Và khi anh chia sẻ với tụi em đó, thì các bạn 365 mà các bạn cũng chia sẻ cái áp lực đó với mình. Và tụi mình gần như những người bạn đồng hành vì đây là người chị cũng chia sẻ rất nhiều cho các anh em. Thì thật ra ngày hôm nay anh đến đây anh thấy một cái hình ảnh như vậy, anh rất là mừng cho Will, mừng cho ekip, mừng cho cả Minh Ca, Linh Ca. Và bây giờ thì anh có hai câu hỏi đặt ra. Câu hỏi đầu tiên là cho em là em có thấy áp lực khi được làm việc với một người chủ tịch nói nhiều như này không? Đấy. Và cái thứ hai là chủ tịch cho em hỏi là tiền bạc với anh bây giờ anh bỏ ra anh than quá, thì bây giờ sắp tới mà anh thu lại thì anh có thấy vui không? Ví dụ là vậy. Thứ nhất là về gọi là thu lại hả? Để thu lại được hay không? Thì em còn phải nhờ sự quan tâm của tất cả các nhãn hàng đang ngồi đây ạ. Hôm nay có rất nhiều nhãn hàng đang ngồi đây, ví dụ như là Yamaha này, Innisfree này, và MSI, cũng rất là nhiều người đang ngồi đây. Thì chỉ cần bút nhẹ tụi em một cái gì đó thôi là tụi em sẽ thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức. Thật ra thì tụi em làm sản phẩm thì cũng sẽ muốn mang đến cho quý vị khán giả rất là nhiều sản phẩm hay, muốn được tiếp cận hát cho tất cả quý vị khán giả cùng nghe. Nhưng mà thật ra đúng thật sự là công việc về nghệ thuật nó cũng có phải cái sự cộng hưởng giữa anh chị báo chí, nhà báo, các nhãn hàng, các sự kiện. Thì gần như tụi em mới đến được với quý vị khán giả. Còn câu hỏi thứ hai là gì nhờ? Hỏi cho em ạ. Hỏi Linh Ca. Em nói đi. Dạ. Em cảm ơn câu hỏi của anh Oli Si. Thì em thấy chắc là mệt hơn là áp lực đấy ạ. Em bị, thật ra là em chia sẻ thật là em bị sợ ai nói nhiều lắm. Nhưng
cái mấu chốt là tại sao người ta lại nói nhiều, bởi vì là mình chưa tốt nên là người ta mới nói nhiều thôi. Còn đến lúc mà mình làm tốt rồi thì nguyên cả không chỉ một mình anh Will mà tất cả trong ekip như chị Trang hay anh Jason Bò Kho và tất cả thành viên anh chị trong ekip của Linka nữa, thì khi mình làm tốt rồi thì họ cũng sẽ cổ vũ thôi, không còn nói nhiều nữa. Và nếu mà nói không áp lực thì cũng không đúng. Em cũng khóc rất là nhiều mỗi lần đến phòng thu. Em nghĩ là anh Andy hay Hạnh Ngân hay anh Tim Lê Minh Hiếu hay kể cả anh Hoàng Tôn luôn đã chứng kiến những mà cảnh mà em đi vào phòng thu và em khóc, và lần đầu tiên em làm quen với môi trường trong phòng thu nó như thế nào. Nên là em có áp lực và cũng có hơi mệt mỏi. Thật ra khóc không phải tại vì bé nó bánh bèo đâu mọi người, là tại vì Will đứng ngoài. Tại vì mỗi khi thu âm á, thì mọi người cũng biết là thường thường phải có một người đứng ngoài để quan sát tình hình và hướng dẫn. Thì trong suốt 3 năm á, mỗi lần Will đứng ngoài á, Will cảm giác ai cũng phải sợ mình luôn á. Em giống chị đó chị. Tức là thí dụ người ta có thể hát sai một câu mình có thể nhắc, nhưng mà mặt Will sẽ là mặt Will này. Mặt vậy luôn. Will cảm nhận là có thể là sao vậy? Ông có hả? Thì nên là sau mà khoảng thời gian dài á, thâu âm với bé nó xong á, thì là lúc sau là Will có nhờ Hạnh Ngân, Vastra nè, Andy Nam Trương, Hoàng Tôn sẽ là người đứng thâu. Will không tới phòng thu nữa. Will kêu tự xử đi. Tại mình biết mình tới là coi như là bé này nó khỏi thu luôn. Thành ra là mỗi lần mà làm việc thì rất sợ. Nên là chắc ở đây đúng thiệt là có Andy, Hoàng Tôn với Hạnh Ngân là biết rõ nhất. Rồi, không sao đâu, ổn mà. Bây giờ là mình chỉ cần quan sát thôi nè. Đó. Và bây giờ thì Linh Ca, chắc là bạn vẫn còn muốn trả lời thêm những câu hỏi. Dạ, em rất sẵn lòng ạ. Vâng ạ, em và ekip chia sẻ của chúng tôi cũng còn có rất là nhiều những người như là Katie Trần, như là đạo diễn Jason Lê, như là Bò Kho, cũng có thể nhận những câu hỏi từ MV nè, từ hình ảnh của Linh Ca. Theo mọi người thì mọi người có những thắc mắc nào nữa không ạ? Vâng, xin mời micro đến, có hai cánh tay luôn ạ. Chắc là bên đây trước, anh bên đây trước. Alo. Đầu tiên thì xin chúc mừng Linh Ca và ekip vì màn debut của em. Thì anh có hai câu hỏi muốn hỏi ekip. Thì đầu tiên á, với cái phong cách này nó kiểu hơi công chúa, hơi kẹo ngọt chút xíu, thì nó cũng sẽ gợi nhắc khá là nhiều đến một số những cái bạn nghệ sĩ khác cũng đang đi với cái hình ảnh như vậy, ví dụ như là Amy hoặc là Hoàng Duyên vân vân chẳng hạn. Thì mình cũng xuống muốn hỏi ekip là cái vì sao mọi người lại chọn xây dựng cái hình ảnh, cái concept này cho Linh Ca trong cái sản phẩm debut. Và cái câu hỏi thứ hai thì anh cũng muốn hỏi Linh Ca là khi hồi nãy khi mà em diễn live á, khi mà em nhảy rất đẹp, cái điều đó là điều mọi người đều phải thừa nhận, thì em có thể chia sẻ xíu về cái quá trình mà em học nhảy không? Hình như là em học nhảy bên YGX ở bên Hàn Quốc đúng không? Thì nhưng mà em nhảy rất đẹp, nhưng mà khi mà em live á thì anh thấy một số đoạn là em chưa có control. Và cái cục hơi của mình nó chưa vững lắm, và khiến cho em khi live á, đôi khi nó bị chân phô. Nhưng mà ngoài ra thì thật sự anh rất ghi nhận khi mà em có thể hát live hoàn toàn và vừa nhảy rất là đẹp như thế. Xin cảm ơn. Ok, thì cảm ơn Khôi đã đặt câu hỏi cho ekip về việc concept và những cái băn khoăn là có giống một số màu của các nghệ sĩ nữ Gen Z ở thời điểm hiện tại không. Thì thực sự mình cũng chia sẻ luôn là cái định hướng hình ảnh của Linh trong âm nhạc thì nó cũng rất là rõ ràng. Màu hồng thì là màu không phải là dành cho tất cả mọi người, chứ không phải là con gái hay là con trai cả. Đối với mình là như thế. Tuy nhiên là rõ ràng mọi người vẫn nhìn thấy được rằng là trong âm nhạc của Linh Ca có cái hình bóng của cô bé trong đấy. Tại vì sao? Mình sẽ chia sẻ luôn. Cái thứ nhất là trong cái MV Ghosting được thể hiện rõ nhất, vì cái thông điệp mình truyền tải trong âm nhạc là một cái thông điệp về tình yêu. Tình yêu nhưng mà
khi mà tình yêu nam nữ, nhưng chàng trai này thì rất là thích, nghĩa là Linh Ca khi mà gặp một người cô ấy yêu thích cũng giống cô ấy ở bên ngoài, nghĩa là cô ấy thích một chàng trai như này và cô ấy sẵn sàng theo đuổi chàng trai đó. Tuy nhiên khi mà nhận thấy được rằng là anh này chỉ attention thôi, anh này không thích cô ấy đâu, thì cô ấy sẵn sàng dừng để tập trung quay lại cho bản thân mình. Thì cái âm nhạc của, màu sắc âm nhạc của Linh nó cũng rất là ngọt ngào, nhưng cá tính nha, nhưng có cái sự cá tính ở trong đấy. Cái việc mà mọi người nhìn thấy cuối cái MV có một cái thông điệp nhỏ là self love, là cái thông điệp mà mình muốn gửi gắm đến với lại tất cả mọi người, tất cả khán giả, và Linh Ca cũng muốn gửi gắm cho tất cả các khán giả yêu quý Linh Ca rằng là đầu tiên là phải yêu bản thân mình trước, xong thì người khác sẽ yêu mình. Thì âm nhạc của Linh Ca sẽ mang hơi hướng như thế, ngọt ngào nhưng cá tính rất rõ ràng. Đó, mình cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo là dành cho Linh. Dạ, em xin cảm ơn và cũng như trả lời câu hỏi của anh ạ. Và như em cảm ơn anh vì đã khen em có một perform nhảy rất là, cũng là tốt. Thì em phải chia sẻ là trước đây khi mà được tiếp xúc với nhảy là em đã học ballet trước. Em học ballet, học dân gian, đương đại. Đợt trước mà khi mà em đi diễn đám cưới đồ á mọi người, là em còn cũng có tập một chút hip hop popping, nhưng mà nó không ra vì nó không phải là em. Nhưng khi cho tới vào Sài Gòn thì bắt đầu em được tiếp xúc nhiều với nghệ thuật hơn, em được tiếp xúc đa dạng văn hóa hơn, và em nghĩ là em cần phải học nhảy để cho thay đổi bản thân em hơn. Bởi vì khi đợt trước em học ballet là người em lúc nào nó cũng ý là một cái vào khuôn, nó không có free, nó không, cũng chưa thoải mái lắm, chưa phải là em. Mỗi bộ môn đều có một cái hay riêng. Thì khi mà em vào Sài Gòn, hôm nay em nghĩ là người cô giáo của em cũng có mặt ở đây, đó là chị Lan Nhi. Em nghĩ là mọi người làm trong nghệ thuật cũng không có lạ gì với chị Nhi nữa. Thì em rất là cảm ơn chị Nhi trong vòng 2 năm khi em vào Sài Gòn đã là người tin tưởng và dạy em từ những bước, những ngày đầu tiên. Em cứng lắm, em cũng không biết, ý là cảm nhịp, cảm nhạc làm sao mà cho em cảm thấy thoải mái nhất, feel nhất và là chính mình nhất khi em nhảy. Thì chị Nhi là người đã giúp em làm điều đó. Và sau khi, trong thời gian gần đây, trước khi ra mắt sản phẩm này, thì em có qua Hàn Quốc để tham gia thử lớp học nhảy của YGX, để em thử xem là, tại vì như chị Nhi cũng có hay nói, em có thời gian thì em đi sang đó học thử đi. Nó cũng cho em cảm giác mới đó, em có thể học được nhiều cái hơn, em có thể thấy được nhiều sự cạnh tranh hơn khi em học với chị. Có thể chị vẫn còn nhẹ nhàng, yêu thương với em, nghiêm khắc lúc cần thiết thôi. Nhưng mà khi sang bên đấy thì áp lực cạnh tranh nó, dù chỉ là ở một trong lớp học thôi, nhưng sự cạnh tranh của nó quá lớn. Và khi mà em đi sang lớp thì có những hôm em cũng đã khóc khi mà em hoàn thành xong buổi học ngày hôm đấy. Đó cũng là một chuyến đi học đáng nhớ của em tại YGX. Và câu hỏi tiếp theo của anh là khi mà em perform, có những đoạn mà em vẫn còn phô cụt hơi khi mà nhảy vì cụt hơi chưa chắc. Thì em nghĩ là cái sân khấu lần đầu tiên của em là sân khấu chứa nhiều cảm xúc nhất. Khi em ra mắt thì cái sân khấu này, lần đầu tiên em được đứng ở trên sân khấu lớn hát một bài hát mình yêu thích, thể hiện cho tất cả mọi những người mình yêu thương đang có mặt ở đây. Em rất run. Em trước khi lên em nghĩ là có khi em còn không làm được, tại vì mọi người đã dành cho em tình cảm yêu thương quá nhiều khi ở đây full hết tất cả các chỗ ngồi. Và em cũng không thể phủ nhận được là mình vẫn còn phô, vẫn còn tranh, vẫn chưa control được sân khấu. Nhưng em nghĩ đó là cần thời gian để mình trau dồi. Với nghệ thuật, mình phải có, khi mình có ý chí học hỏi, mình đam mê và mình nghiêm túc với nó, thì mỗi ngày mình sẽ nhận lại cái việc xứng đáng khi mà mình cố gắng. Dạ. Cảm ơn Linh Ca và cảm ơn câu hỏi của anh. Và mình còn một câu hỏi nữa đúng không ạ?
Câu hỏi tiếp theo thì xin hỏi đạo diễn cũng như là Bò Kho về cái sự hợp tác lần này với lại Linh Ca là một cái gương mặt rất là trẻ. Thì trong cái quá trình quay MV cũng như là đồng hành trong suốt những thời gian qua thì các bạn có cảm thấy khó khăn gì không? Và những cái yếu tố nào của nữ ca sĩ này mà hai bạn gửi gắm rất là nhiều tâm huyết vào đó? Xin cảm ơn. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì thực chất thì đến công đoạn của mình, đến nói về chuyên môn thì thực sự là làm việc với Linh Ca mình cảm thấy không khó khăn lắm. Là một phần á, là như mình đã chia sẻ là Linh Ca là một cô bé rất là ham học hỏi và cầu tiến. Điều đó là may mắn với mình và mình rất là dễ là làm việc. Và mọi người trong ekip đều chuẩn bị và chuẩn bị rất kỹ những cái material, những cái cần thiết cho ekip. Cho nên là đối với mình thật sự thì không có khó khăn gì nhiều. Hello. Dạ. Dạ thì khi mà nhận project lần này làm với Linh và với là một ekip khá là vẫn từ trước vậy, giống như là bên production là bên Ganga và bên anh đạo diễn là anh Jason và chị Trang, thì em cũng khá là run, nhưng mà em cũng phải là run, nhưng mà nhờ có Linh cổ vũ động viên em, và Linh rất là hay nhắn và nói với em là bạn tin, Linh tin ở em. Nên là từ đó thì em, giống như ban nãy em đã chia sẻ, thì từ những điều đó mà đã tạo một cái động lực để cho em thực hiện và làm một cái MV như mà mọi người đã vừa xem. Thì nếu như mà cái MV vừa rồi có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho em. Thì trong dạ thì làm việc lúc mà trên set quay á, thì làm việc với lại team của ekip sản xuất và với anh Jason thì em rất áp lực. Mỗi lần mà anh Jason kêu đến Bò Kho cái là em phải xách chân em chạy tới liền. Rồi còn một phần nữa là anh Will, thì anh Will rất là kỹ, anh Will rất là để ý từng chi tiết rất là nhỏ nhặt trong cái cảnh đó, và anh Will nói với em và để em với lại anh Jason và chị Trang chỉnh lại cái scene đó. Cảm ơn mọi người. Yeah. Rồi chắc là những câu hỏi vừa rồi. Còn một câu hỏi nữa sẽ dành cho hai nhân vật mà có lẽ là sẽ đóng góp rất là nhiều những cái lời khuyên dành cho Linh trong quá trình sắp tới. Thì chào Dennis có thể chia sẻ với mọi người tại đây, đó là cái định hình phong cách mà Linh đang theo đuổi là một đàn anh đi trước, thì em có thể đưa ra những cái nhận định của mình và cũng như là gửi một cái lời chúc gì đó để ủng hộ cho Linh được không? Lời đầu tiên cho phép Dennis xin chào tất cả mọi người và khách mời có mặt ngày hôm nay ạ. Rồi. Ngày hôm nay Dennis đến đây trong tâm thế rất là tò mò và thực ra có cái sự rất là lo lắng, tại vì chắc là đây là cảm xúc chung của tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Ai cũng biết một Linh Ca rất là xinh đẹp này, có cái gu thẩm mỹ, có gu lifestyle. Tuy nhiên để đưa ra một quyết định trở thành một ca sĩ luôn là một cái điều mà rất là lo. Đó, và bản thân Dennis đứng ngoài kia thì cái sự lo lắng nó tăng đột biến luôn, nhất là khi mà xem. Đó, tuy nhiên khi mà Dennis ngồi đây và xem những sản phẩm và đặc biệt cái performance và xem tất cả những sự chỉn chu và kỹ càng của sân khấu ngày hôm nay thì Dennis yên tâm. Ở đây thì mọi người thường hỏi về Linh này, hỏi về anh Will, hỏi về Jason và tất cả mọi người khác. Nhưng mà đối với Dennis thì ngày hôm nay ở đây Dennis dành một lời khen và đặc biệt khen cho người em gái của Dennis là Katie Trần. Cái này chắc là Dennis sẽ tham để mà chia sẻ hơn, tại vì nếu mọi người xem thì thực ra Dennis bắt đầu nam tiến vào Sài Gòn cách đây khoảng 2 năm, và thời điểm đấy là cả Dennis và Katie Trần vào cùng nhau, và Dennis chính là người thuyết phục Katie Trần vào cùng với Dennis.
Đó, và ngày hôm nay ở trên sân khấu em đang làm một cái điều mà cách đây khoảng 4 năm anh làm, tức là gì? Danny rất là may mắn là một trong những người đưa cụm từ giám đốc sáng tạo đến với lĩnh vực sản xuất MV. Thì ngày hôm nay mọi người có thể xem một cô gái ngồi chiếc ghế và phỏng vấn với một cái danh xưng là Visual Director. Thì thực ra ngày hôm nay người em của Dennis đang làm điều mà Dennis làm cách đây 4 năm, tức là đưa một cụm từ mới, đưa một cái danh xưng mới và đưa một vị trí mới vào nền công nghiệp giải trí của Việt Nam. Đó, và ngày hôm nay thì tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi, rất khó khăn để có thể nói đó là cái gì. Nhưng mà Dennis biết và Dennis có một cái dự cảm rất là mạnh mẽ với những cái điều mà không chỉ Linka và Will ở đây đang rất là tiềm năng trong cái con đường mình theo đuổi ở đây. Thì đối với Dennis thì KD sẽ là một trong những người khởi xướng cho cái cụm từ Visual Director đồng hành cùng với người nghệ sĩ. Nó giống như cái việc mà Creative Director và Creative House phải có để song hành cho một người nghệ sĩ. Ngày hôm nay ở đây thì mọi người có thể nhận xét sâu vào chuyên môn về âm nhạc thì Dennis lắng nghe rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở đây Dennis để ý về cái tạo hình. Nếu mọi người có thể để ý kỹ từ cái concept sân khấu này, tạo hình và cái hình ảnh của một nghệ sĩ ngày hôm nay xuất hiện ở đây thì cái công rất là lớn đến từ Visual Director. Đó, và Dennis chỉ chia sẻ như thế thôi, và Dennis nghĩ là tới đây trong hành trình đi của Linka, và đặc biệt anh đã được nghe một số sản phẩm sau này của em để mà tiếp tục rồi. Anh rất là có niềm tin nha. Và hơn ai hết anh sẽ là cái người theo dõi hành trình của KD Trần khẳng định vị trí Visual Director. Nên xin cảm ơn ạ. Và một lời khen nữa dành cho Bò Kho với một vị trí Creative Director. Thực ra ấy, anh có một cái may mắn hơn em, một cái là trong cái sản phẩm đầu tiên về Gen của Min và Eric thì anh không ấp úng như em. Đó, tuy nhiên thì em hơn hẳn anh một cái là sự dễ thương. và cái sự dễ thương của em đấy chính là một cái phép cộng và một điểm cộng mà em đã khai thác và là một cái perfect match để em tìm với Linka. Hy vọng anh còn tiếp tục được xem những sản phẩm của Bò Kho kết hợp với Linka nha. Hãy làm hài lòng anh nha. Rồi, cảm ơn mọi người ạ. Nguyễn Trân Trung Quân xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể tất cả anh chị em báo chí, toàn thể các anh chị em đồng nghiệp và toàn thể ekip của Linka. Chắc là chị thương hỏi anh thì chắc chị hỏi về giọng hát, về chuyên môn đúng không? Anh nghĩ rằng là để có một cái hành trình như thế này, hành trình mà em đã phải ấp ủ trong một khoảng thời gian như thế, thì đối với anh thì cảm nhận của anh đó là em đã làm tốt, em đã làm rất là tốt. Và anh mong rằng em sẽ phải làm tốt hơn. Như vừa rồi thì nhà báo Tôn Thất Minh Khôi có nói về việc rằng là ngày hôm nay thì ngoài việc là em perform và em có một vài cái sự chênh phô một chút ở trên sân khấu thì cũng không phải là bênh Linka nha Khôi, nhưng mà cũng phải chia sẻ một tí rằng là đây là một cái tâm lý mà anh nghĩ là tâm lý của sự hạnh phúc khi trên sân khấu. Bởi vì là phô nó có rất nhiều các dạng phô, nhưng mà cái cách mà em ở trên sân khấu nó mang một cái năng lượng hạnh phúc, và anh cho rằng là cái đấy là một cái rất là cảm xúc của con người khi mà mình đã và đang đứng trên sân khấu để chia sẻ cái niềm vui này đến với cả anh chị em báo chí cũng như là công chúng. Và anh nghĩ rằng đấy chỉ là một cái lỗi rất là nhỏ thôi. Anh chờ đợi những cái sân khấu, những cái perform của em ở trên sân khấu, và anh tin rằng là với thời gian mà em đã bỏ, bởi vì là mọi người có thể không chứng kiến được điều đấy, nhưng mà khi anh và anh Dennis rất là thân với cả KT Trần, và khi mà chia sẻ với nhau thì KT có gửi cho anh rất là nhiều những cái clip mà em đã phải học thanh nhạc đến tận đêm tận tối, rồi là em cũng phải rất là khát khao để chinh phục được và cầm mic được. Đó, anh hiểu được những cái nung nấu đấy của em, và anh mong rằng là em đừng bao giờ ngừng cố gắng cả. Bởi vì là học là một cái điều mà anh vẫn luôn luôn chia sẻ với các bạn đồng nghiệp của anh ở đây, hoặc những ai sẽ mong muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp hoặc là chinh phục thanh nhạc để cho tốt hơn. Dù là em có đang là một vị trí là một ca sĩ idol đi theo hướng perform idol, nhưng mà em vẫn dành cái thời gian đấy để em cho cái chuyên môn đấy của em, đấy là cái điều rất là tốt. Đừng bỏ qua nó bao giờ cả, bởi vì sau này rồi về sau đây thì tất cả những cái điều mà em học được nó sẽ giúp đỡ cho em rất là nhiều. Và chúc mừng em rất nhiều, và thêm một điều nữa là anh xin chúc mừng Hạnh Ngân với một nickname là Cha. Ok, bài này
nghe một phát đã thấy được rằng là cái màu sắc âm nhạc của Ngân rồi. Và lại qua cái giọng hát của Linh Ca nữa, nó lại biến hóa thêm một điều gì đấy nữa, nghe rất là dễ thương. Anh rất là mong là trong tương lai thì hai em hãy khai thác lẫn nhau, hãy tìm lẫn nhau để ra được những cái khía cạnh âm nhạc hay hơn nữa. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh Quân. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của Dennis Đặng và Nguyễn Trần Trung Quân. Và kính thưa quý vị, là một nghệ sĩ thì việc học hỏi là điều không thể thiếu, và nó là một cái điều sẽ diễn ra suốt cuộc đời của một người nghệ sĩ luôn. Vì vậy, đây cũng là lúc mà Linh Ca rất là mong nhận được thêm nhiều những cái sự động viên, chia sẻ của các quý vị sau buổi họp báo. Nếu quý vị còn có những thắc mắc hay là những câu hỏi nào thì có thể gửi riêng, và chúng tôi đã có cập nhật đầy đủ thông cáo báo chí gửi đến quý vị anh chị, hoặc là quý vị có thể dành thời gian để phỏng vấn riêng với Linh Ca ngay sau buổi họp báo. Để có được một cái buổi ra mắt EP đầu tay thành công thì chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của rất là nhiều đơn vị tài trợ. Trước khi chúng ta dành những cái bó hoa tươi thắm để cảm ơn những người đã cùng đồng hành với Linh Ca và ekip, thì một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay để chúng ta hãy cùng chúc mừng cho ekip của mình, gồm có giám đốc dự án Will, giám đốc sáng tạo Bò Kho, đạo diễn của MV Jason Lê, và Visual Manager Katie Trần. Xin cảm ơn các bạn. Và chúng ta sẽ gặp lại ở phía dưới sân khấu. Còn bây giờ thì Dustin sẽ mời Linh Ca sẽ tận tay trao những bó hoa tươi thắm như là những lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ đồng hành cùng với Linh Ca và ekip. Dạ vâng. Vâng, Dustin sẽ được mời đầu tiên đến từ phía nhà tài trợ, đại diện của Yamaha Moto Việt Nam, Đinh Vũ Hà Linh. Xin được cảm ơn đại diện Yamaha Moto Việt Nam, chị Đinh Vũ Hà Linh. Và tiếp theo sẽ được mời từ phía nhà tài trợ, chị Rose Nguyễn, Marketing Manager của Innisfree Việt Nam. Cảm ơn chị Rose Nguyễn, và xin được mời tiếp theo từ phía nhà tài trợ, chị Hà My, PR Specialist của Chiselon Media. Theo xin được mời đại diện của nhà tài trợ Mercure. Dạ, nhân đây cho em chia sẻ một chút là như mọi người có thể thấy là Mercure Resort Đà Lạt là một địa điểm mà em và ekip và bên team Ganga cũng như anh Jason đã chọn để làm địa điểm để thực hiện cái MV lần này. Và em cũng rất cảm ơn Mercure Resort Đà Lạt đã support cho em 3 ngày quay toàn lố timeline thôi, nhưng mà mọi người đã support và yêu thương em rất là nhiều. Và tiếp theo xin được mời từ phía các đơn vị cá nhân đã đồng hành cùng với Linh Ca và ekip. Xin mời tất cả mọi người sẽ cùng lên sân khấu. Đầu tiên Ganga Thùy Vân. Xin được mời trở lại sân khấu đạo diễn MV Jason Lê. Xin được mời Yao Music Entertainment. Xin được mời lên sân khấu đại diện của Tao Florist. Xin được mời Trump Nguyễn Cảnh Trung. Xin được mời đại diện makeup và hairstylist Lê Quan Sĩ. Xin được mời stylist Kitty Mimi. Xin được mời giám đốc sáng tạo Bò Kho. Xin được mời diễn viên chính của MV Ghosting.
Đăng Trần. Xin được mời photographer Đình Hoàng. Xin được mời biên đạo Tân Nguyễn. Thưa quý vị, đây là những cá nhân và những tổ chức đã góp phần làm nên những hình ảnh lung linh mà quý vị thấy trong MV Ghosting và trong các dự án tiếp theo của Linh Ca. Hôm sau nhà mình còn dư hoa nhiều lắm em. Chụp một tấm ảnh lưu niệm nha. Mọi người đi vào giữa thêm một tí xíu đúng không ạ? Mọi người gom lại vào giữa nha. Ok. Và xin được cảm ơn tất cả các anh chị em, các cá nhân, các tổ chức đã đồng hành cùng với Linh Ca và ekip. Tiếp theo, xin được phép mời lên sân khấu ekip sản xuất âm nhạc Andy's Nam Trường. Xin được mời Vistra Hạnh Ngân. Xin được mời Reddy. Xin được mời lên sân khấu Cody. Xin được mời Lê Minh Hiếu và Darius. Mọi người có thể tiến về phía bên tay phải và mọi người có thể gom lại để mình có thể có một tấm ảnh chụp Linh vào giữa luôn em. Linh ơi, vào giữa luôn. Và xin được cảm ơn ekip sản xuất âm nhạc cùng với lại Linh Ca. Còn bây giờ thì xin mời mọi người trở về chỗ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ ekip đồng hành để Linh Ca có thể gửi những bó hoa tươi thắm như lời cảm ơn. Xin được mời giám đốc hình ảnh Khai Thị Trần. Xin được mời quản lý truyền thông nhà báo Huyền Thương. Xin được mời quản lý dự án Thuận Nguyễn. Xin được mời tổng đạo diễn chương trình Ken Trần. Xin được mời partnership Dương Trần. Executive Supervisor Mai Hải. Và trợ lý dự án Giang Nghiêm và Phong Trần. Mọi người tiến lên phía bên này. Mọi người lùi phía bên này. Cảm ơn ekip đồng hành, những người rất là thân cận của Linh Ca, những anh chị em đã giúp cho buổi họp báo ngày hôm nay được diễn ra thành công. Linh Ca thân mến, chắc là chưa hết bởi vì mình còn một phần rất là quan trọng. Đó chính là phần... Tất nhiên, và bây giờ sẽ là lúc mà Linh Ca sẽ có những đôi lời chia sẻ. Alo.
Dạ chắc là từ khi mà mở đầu buổi họp báo cho tới bây giờ, khi mà em ở trong phòng em đợi và em cũng luôn luôn hỏi ekip em là mọi người ơi có full chỗ ngồi không, mọi người ơi các anh chị gia đình bạn bè của em có đến đông đủ với em không. Em nghĩ đây là lúc em được cho em sống thật với cảm xúc của em nhất hiện tại. Vừa lúc nãy chắc là hơi gồng một xíu rồi. Đừng khóc nha. Lời đầu tiên, bố ơi má ơi, cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra với một cô bé cũng xinh xắn, nhỏ nhắn, nhiều nghị lực. Cho tới giờ phút này, cả em trai chị nữa, một người em có thể là rất ít tình cảm với chị, nhưng mà khi em bắt đầu vào Sài Gòn biết thương chị nhiều hơn. Ông Cường, bà Nguyệt ơi, gia đình, con đã làm được rồi, con đã làm được điều mà ông bà luôn luôn tin tưởng. Chú Phong Lương, một người mà luôn áp lực với Linh Ca, nhưng cũng là đều để Linh Ca làm tốt nhất, mà luôn là người tin tưởng cháu và ủng hộ cháu. Và em nghĩ là khi mà em đứng ở trên sân khấu này với một nghệ danh mới, một con đường mới, thì em mong em, một cô gái nhỏ bé này, sẽ luôn được mọi người yêu thương, bao bọc. Sẽ có những lúc khắt khe để bản thân mình tốt hơn, nhưng mong mọi người hãy luôn yêu thương, luôn bên cạnh em, để em có động lực càng ngày càng cố gắng hơn nữa. Và sự có mặt của tất cả mọi người ngày hôm nay đã cho em thấy là sự cố gắng của em không hề uổng một chút nào hết. Và em tin là xung quanh em không hề cô đơn như em nghĩ. Em có tất cả mọi người yêu thương. Linh Ca thân mến, lời chúc của Dustin dành cho em là hãy luôn mạnh mẽ lên và hãy luôn giữ cái sự trong sáng, sự hết mình với nghệ thuật như là em đang có. Chỉ cần hãy luôn mạnh mẽ và nhớ là không được khóc. Dạ em sẽ không khóc. Em cảm ơn anh. Và team Linh Ca, em đã làm được rồi. Hôm nay thì em đã làm được với sự chờ đợi và sự support rất nhiệt tình của mọi người. Và khi em đứng đây thì em có thể tự hào khi ekip của em ở dự án lần này, các bạn đồng hành cùng em là tất cả các bạn trẻ. Và em nghĩ là tất cả các bạn trẻ Gen Z, thậm chí là những bạn trẻ về sau có thể làm được. Chỉ cần mình cố gắng, không ngừng trao dồi thì mình sẽ có thể làm được. Team Linh Ca, I love you. Và thôi em sẽ không mít ướt nữa. Và bây giờ em nghĩ là một gọi là phần quà khi mọi người tới đây để dự họp báo của em ngày hôm nay, thì khi mọi người bước vào, mọi người có thấy một chiếc xe to, thật to của Yamaha Yaris không ạ? Thì đây là số bốc thăm. Mọi người còn giữ cái mảnh giấy không ạ? Còn đúng không ạ? Đây. Hôm nay thì tất cả mọi người đến đây để có một cái mảnh giấy có số may mắn của mình. Thì trong thùng thăm này, Linh Ca sẽ chọn ra một tấm phiếu may mắn ngẫu nhiên. Và vị khách mời may mắn đó sẽ nhận được một phần quà đến từ nhà tài trợ chương trình. Đó là một chiếc xe máy Yamaha. Và mình sẽ đọc tên của cái số này 3 lần. Cho tới khi nào mình tìm được người có mặt tại đây. Là chắc chắn đi về là phải có quà, chứ không là không có quà được luôn đúng không ạ? Lấy xe về luôn không? Phải bốc cho tới khi nào có người nhận quà thì thôi đúng không anh? Đúng. Và bây giờ mời Linh Ca, mọi người đã sẵn sàng con số may mắn của mình chưa? Mọi người vẫn giữ số ở trên tay ấy, đúng không ạ? Không có số. Đây là chiếc thùng trống mà không được gắn cái gì ở trên này để em bốc cho mọi người. Rất là mọi người, có những bạn mà chưa có số thì ekip có thể liên hệ để có thể gửi đến số thứ tự cho mọi người không ạ? Mọi người ơi, mọi người đều có số hết chưa ạ? Anh chưa có số ấy ạ?
Có ai chưa có? Người khoan à, em nghĩ là bây giờ ai chưa có số thì phải được có số đã để chơi một cách công bằng nhất. Hết số rồi. Hết số ấy à? Có nghĩa là số lượng khách mời nhiều hơn là số lượng mà mình chuẩn bị rồi. Không sao ạ. Thế thì chúng ta vẫn còn những phần quà dành cho những khách mời không có số. Mọi người đừng lo. Mình vẫn còn phần quà để skin care đẹp đó mọi người. Innisfree. Nên là mọi người hãy chờ nhá. Ok. Linh Ka hãy bốc một vài lá thăm đi. Một vài lá ạ? Trong trường hợp là mình không có những cái số đầu tiên. Một lá trước thôi, mọi người đã bảo một lá trước thôi đúng không thì sao? Bấm một lá đi. Một lá đúng không ạ? Em có một lá trong tay rồi ạ. Số gì đây, số gì đây, số gì đây? Mình làm luôn bài lô tô đi em. Ở đây có ai thích số 2 không ạ? Ui, số 2 sao chỉ có lác đác vài người giơ tay, thế còn những người còn khách mời còn lại là số nào? Có mấy con số nào? Số đấy đi về rồi á? Chị dạ yên tâm, số đấy đi về thì có khi lượt may mắn tới chị còn ngắn hơn đúng không? Nên là thôi em sẽ đọc luôn nhá. Khoan cho em là mấy con số? 3 con số ạ. Cái mặt Lâm Vĩ Dạ xù liền luôn mọi người luôn. 3 con số cái xù luôn. 3 số. Em đọc to luôn nha. Ok. Và ba con số này đó chính là 221 ạ. 221 ạ. Lần thứ nhất. 221 lần thứ hai. Mình đúng luật đi, 221. 221 lần thứ ba. Rồi phiếu này coi như. Về rồi. Rồi, Lâm Vĩ Dạ số mấy nè? Số tiếp theo. Cờ ra con mấy gì đây? Mấy con số em? 3 con số luôn. Lại tiếp tục 3 con số. Ở đây ai 3 con số giơ tay lên đi ạ. À. Cũng chỉ vài chết. Ở Hà Nội chắc không ship xe lấy xe về được đâu các chú đúng không? Lấy được hết. Em đọc luôn nha. Đọc luôn. Và bắt đầu từ số 1. 176. Lần thứ nhất. 176 lần thứ hai. 176 lần thứ ba. Hình như em nghĩ chưa. Là em nói là em bóc một vài. Có 176 không ạ? À? Anh có 176 hả? Xin mời vào. Khán giả may mắn có số 176. Chúc mừng anh. Anh nào đây ạ? À? Cho em nhìn thấy. Anh bên nhà báo đúng không ạ? À? Trời ơi. Mời anh ạ. À. Ui. Quá may mắn nè, chúc anh mừng ơi, bạn. Anh có trùng không? Bạn có thể giới thiệu bản thân mình được không ạ? À? Dạ, em tên là Nam, đến từ Bảo Giang. Bảo Giang. Rồi. Lên bài. Anh ơi, thế này thì chắc là phải lên trang chủ nhá. Dạ. Sao anh dạ nhỏ thế, mình dạ đi có lên đi anh. Dạ. Có một sự hối lộ không có trơ trẽn bao nhiêu trơn. Em cảm ơn anh. Là mình có ra chìa khóa đây. À, chìa khóa đây đúng không ạ? Yeah, yeah. Chúc mừng Nam với chiếc xe máy Yamaha. Chạy luôn về nhà. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Cảm ơn ạ. Ok. Và phần quà của Yamaha Janus đã xong. Và khi mà mọi người ra về thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ phải được làm đẹp, skin care này kia nữa. Và không quên cảm ơn Innisfree Team đã đồng hành cùng với cả Linh Ka. Kamsahamnida. Và ekip của Linh Ka đã chuẩn bị 200 phần quà đặc biệt đến từ Innisfree dành tặng cho tất cả khách mời tham gia. Và mọi người hãy nhớ lấy quà của mình trước khi bước ra ngoài cổng nha. Dạ. Và một lần nữa thì em thay mặt cho team Linh Ka và em xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất từ đáy lòng của mình. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến đây và yêu thương em cảm ơn mọi người rất nhiều. Quý vị thân mến, Đất xin thay mặt cho toàn bộ ekip của Linh Ka cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Và mọi người có thể scan mã QR code trên màn hình để có thể dẫn đến đường link chờ phát hành EP 2. À, mọi người ơi, 9 giờ tối nay ngày 9 tháng 5 trên YouTube
Linh Ca. Đúng, Linh Ca hay Chu Diệu Linh Official ấy nhỉ? Đây, đây, đây. Xin mọi người hãy đón chờ em vì Ghosting sẽ được ra mắt vào 21 giờ tối nay, ngày 9 tháng 5 trên YouTube Linh Ca Official. Mọi người ơi, em nếu mà ai có thể nán lại để chụp ảnh thì bây giờ em có thể ra ra để chụp ảnh với cả mọi người ạ. Vâng ạ. Và các bài hát trong EP Chu cũng sẽ được ra mắt trên tất cả các nền tảng website âm nhạc. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.